Cái thứ nhất, mình bị sai, sai ngay từ cái việc mình thiếu kiến thức chăm sóc bé. Em bé mà mới sinh ra 5 ngày chắc chắn là không thể mà 5 7 ngày một tuần mới đi đâu ạ, mà nó là hoa cào hoa cải. Cho nên cái tình trạng mà con cỡ khoảng 3 ngày, 5 ngày, thậm chí 10 ngày mới đi ấy mà bé bú mẹ hoàn toàn, nó phải rơi vào cái tháng 1 2 tháng, tức là sau sau Em sinh 1 2 tháng. Đấy, rồi. Vâng, thì đúng rồi. chính vì thiếu kiến thức ở cái chỗ này cho nên là mới dẫn đến cái hành động đấy là thụt của bé, làm cho bé bị ảnh hưởng đến cái chức năng thần kinh ở cái chỗ mà bé có khả năng tự đi. Bé sợ, cứ mỗi lần như vậy là bé rất là sợ, bởi vì sợ cho nên là co lại. Mình có thấy không ạ? Cứ mình mà sợ cái là mình co rúm lại, thì co lại thì nó sẽ bị táo. Đấy, chính cái nỗi sợ đấy làm cho bé bị táo bón kinh niên suốt mấy năm như vậy. Sai ở đây là gì? Tất cả những em bé mà bú mẹ hoàn toàn á, thậm chí là gì, 10 ngày mới đi ấy, nó hoàn toàn bình thường và mình không cần phải can thiệp bất cứ một cái gì hết. Tôi có một cháu gái 5 tuổi thì cháu khi mà mẹ cháu sinh cháu được mấy ngày thôi thì thấy đã biết là cháu là không không đi, khó đi đi đại tiện thì mỗi lần đi là từ vừa mới đẻ ra thôi là cứ phải phải thụt từ lúc mới đẻ rồi cho đến bây giờ thì bây giờ 5 tuổi rồi bây giờ ấy thì nó 2 3 4 ngày thì nó cũng đi được một lần mà cái phân của nó thì không thể nào mà mê được mùi nó nặng mùi à mẹ nó cũng cho nó đi vào viện. À, Nhi cách đây 2 năm rồi đi kiểm tra cái đường tiêu hóa của nó thì người ta bảo hoàn toàn bình thường. À có lúc nó cũng đi tiểu 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 nó cũng khó nó cũng kêu là con đau lắm con muốn lắm con không đi được. Thế thế nó sợ thế là Ôi, cô đang hỏi là cháu đi đại tiện hay đi tiểu tiện à? đi tiểu đi đại tiện ạ. Thì khó khăn nhưng mà đi tiểu cũng 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 khó cũng có lúc cũng khó ạ. Rồi mình đã Vâng. làm được những cái gì chưa cô? Ngoài cái Tôi việc cũng làm bú. đủ đủ các thứ đấy các cái vùng phản chiếu rồi ở trên mặt ở các ở cằm này rồi ở mũi này rồi ở cả trán này rồi xoa bụng cô Khánh cũng bảo là cho vỗ rượu vào bụng cháu rồi sau lưng cháu rồi ở cái lăn đinh lăn cho cháu cho nó khi nào nó đỏ lên xoa cho cháu khi nào nó đỏ lên thì thôi. Thế rồi đấy cũng làm đủ các thứ kiểu cơ mà cái tình hình của nó cũng không rồi uống cả cái lá dấp cá xong rồi làm các cái uống cả cái dầu 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 mè rồi uống dầu dừa lô hội cũng đủ các thứ kiểu nhưng mà chẳng biết là làm như thế nào để mà ấy. Cô ơi, cô vừa mới chia sẻ là từ lúc mà sinh ra được 5 ngày đến bây giờ là 5 tuổi luôn đúng không ạ? Vâng. Con hỏi là từ lúc sinh ra là bé có bú mẹ không hay là bé bú sữa ngoài ạ? À, cháu không sữa mẹ hoàn toàn đấy cô ạ. Vâng, mà 5 ngày là đã thấy như nào, thấy tình trạng như nào ạ? Cháu không đi đại tiện được, khó đi đại tiện lắm thế là cứ phải thụt ạ. Dạ, mình thụt như Vâng. nào? Tức là ngày nào mình cũng thụt luôn ạ? Không không ạ. À, cứ mấy ngày thụt một lần ạ. Dạ. Vâng. Nhưng mà mới 5 ngày giai đoạn đầu của bé phải là hoa Đâu cào không hoa phải cải 5 chứ. ngày đâu, mới được ít ngày tức là mới đẻ bây Tầm giờ một nó được tháng. 5 tuổi. Vâng. Còn cứ mới đẻ được mấy tháng là bắt đầu đã không thấy đến mười mấy ngày 10 ngày không thấy đi đại tiện được là phải thụt cứ 10 ngày 7 8 ngày Ừ, không đi không. đại tiện được là phải thụt nó đi được cái ra ấy là toàn cái viên như là viên cứ dây ấy, nó cứ tròn tròn như hạt lạc Ừ. đấy nó Cô chỉ ra ơi, cứ tròn tròn nó hỏi tiếp à? dạ Cái tình trạng mà mình thụt cho bé đấy kéo dài bao lâu ạ? mọi lần ấy thì cứ cứ thỉnh thoảng thì thụt cứ lâu lâu thì mới thụt một lần Ý thôi là ạ chứ nó không kéo phải dài là một ngày năm hay nào hai năm tuần hay như nào nào ạ? không cũng vài tháng thì thụt một lần ạ độ 2 3 tháng thì thụt một lần một hai Dạ. lần đi 2 3 4 lần vâng Nhưng mà mình vẫn duy trì cái thói quen đấy ạ cho đến khi lớn. vâng thỉnh thoảng lại thụt đã thế trong khi ấy thì đối lập với thằng em 3 tuổi thì cái gì cũng ăn chỉ thích ăn rau thôi ăn suốt ngày cái gì quan ăn xong một lúc thì lại lại đi ngoài đấy cứ một lúc thì đi ngoài còn con chị thì cứ cứ cả tuần không cần đi Dạ, 3 tuổi mà mà ăn một lúc rõ thì thì đi lời ngoài. ăn vâng nó chỉ ăn một lúc thôi độ 1 2 tiếng thôi là nó đã đi ngoài rồi phân Dạ, thì vâng cũng không rồi. được đẹp lắm Rồi, con hiểu rồi, cả hai bạn đều có vấn đề về tiêu hóa đấy ạ. vâng
Bây giờ con sẽ chia sẻ cho cô nha. Cái thứ nhất, mình bị sai, sai ngay từ cái việc mình thiếu kiến thức chăm sóc bé. Em bé mà mới sinh ra 5 ngày chắc chắn là không thể mà 5 7 ngày một tuần mới đi đâu ạ, mà nó là hoa cà hoa cải. Cho nên cái tình trạng mà con cỡ khoảng 3 ngày, 5 ngày, thậm chí 10 ngày mới đi ấy mà bé bú mẹ hoàn toàn, nó phải rơi vào cái tháng 1 2 tháng, tức là sau sau À, sinh đúng 1 rồi. 2 tháng. Đấy, Vâng, thì đúng rồi. chính vì thiếu kiến thức ở cái chỗ này cho nên là mới dẫn đến cái hành động đấy là thụt của bé, làm cho bé bị ảnh hưởng đến cái chức năng thần kinh ở cái chỗ mà bé có khả năng tự đi. Bé sợ, cứ mỗi lần như vậy là bé rất là sợ, bởi vì sợ cho nên là co lại, mình có thấy không ạ? Cứ mình mà sợ cái là mình co rúm lại, thì co lại thì nó sẽ bị táo. Đấy, chính cái nỗi sợ đấy làm cho bé bị táo bón kinh niên suốt mấy năm như vậy. Sai ở đây là gì? Tất cả những em bé mà bú mẹ hoàn toàn á, thậm chí là gì, 10 ngày mới đi ấy, nó hoàn toàn bình thường và mình không cần phải can thiệp bất cứ một cái gì hết. Bởi vì sữa mẹ luôn là thức ăn tốt nhất, dễ tiêu hóa nhất, và chính vì trong sữa mẹ nó có rất nhiều chất dinh dưỡng, cho nên là cái việc mà bé ăn vào và bé tích lũy lại để mà đủ để mà ra nó sẽ rất là lâu. Có bé thì một ngày đi, 2 ngày đi, nó do cơ địa. Có những bé thì đi một ngày 2 3 lần, nhưng mà có những bé thì có bé thì lại 10 ngày mới đi, điển hình là con em. Thì cái bé đầu tiên nhà em khoảng 3 4 ngày đi một lần, nhưng mà bé thứ hai thì 10 ngày, nhưng vì em biết rồi cho nên là tất cả mọi thứ với em nó là bình thường. Mà bình thường thì không có bệnh gì hết và không cần phải thụt, không cần phải gì hết. Thành ra đấy là một trong những cái sai của người lớn do bị thiếu kiến thức chăm sóc bé, vấn đề liên quan đến sữa mẹ. Mình phải hiểu thì mình mới tự tin. Thế thành ra nó bị ảnh hưởng ngay từ những cái thói quen của người lớn thụt tháo như vậy. Nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh của cái hệ tiêu hóa, cho nên là nó làm cho bé sợ như vậy và dẫn đến bây giờ bé bị cứ bắt nó ăn, cứ bắt con ăn thì con sẽ sợ, cứ bắt ăn nọ ăn kia, uống nước nọ uống nước kia thì con sợ, thế là thấy là con không có đi được bình thường. Cho nên là nếu như tất cả những bà mẹ, ông bà ngoại, bà nội ở trong này, sau này nếu mà có con cháu của mình á, sơ sinh á, mà mới sinh mà bú mẹ hoàn toàn 10 ngày không đi ấy, thì đó là một cái niềm may mắn càng sướng đối với em, đấy là càng sướng, đỡ phải vệ sinh rửa nhiều, đỡ phải thay nhiều bỉm, đỡ tốn nhiều bỉm, đỡ tốn nhiều tã, thực sự đấy, bởi vì tất cả nó đều bình thường. Bởi khi bé đi ra cái phân cũng rất là cũng mềm, không hề bị khô cứng, không hề bị táo, bởi vì sữa mẹ luôn luôn đủ nước và đủ chất, đúng không ạ? Thì đấy là một cái thông tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là cái phần chia sẻ cho cô Liên để mà làm vào cái thời điểm bây giờ đây này. Chính vì bây giờ Vâng. con bị sợ như vậy rồi, cho nên bây giờ mình lại phải sửa, mình đã sai rồi thì bây giờ mình sửa. Đấy. Thì những cái gì mà cô Liên học và cô Liên ứng dụng á thì nó cũng tốt rồi. Tuy nhiên thì con thấy có một điều nữa là mình chưa có đủ niềm tin với những cái mà mình ứng dụng. Mình chưa có đủ niềm tin cho nên là nó chưa ra kết quả cho mình. Với những em bé mà bình thường á, có khi chỉ cần tác động 1 tháng, 2 tháng là xong. Nhưng mà với những em bé mà kinh niên lâu dài mà em lại có cái cảm giác sợ khi đi vệ sinh như vậy thì mình cần phải có cái liệu pháp cả tâm lý nữa, đi kèm nữa. Nhưng mình phải trị liệu cả tâm lý cho bé nữa, mình phải vỗ về, mình phải hỗ trợ con. Mỗi lần mà con đi vệ sinh nhá, mình đừng có làm con bị căng thẳng gì hết ấy, mà mình phải nói. Thứ nhất ấy là mình phải hiểu con mình để mà mình có thể đồng hành cùng với con cái lúc mà con khó khăn đấy. Cái khoảng thời gian, thật ra em bé nào cũng có một hai thời điểm bị táo bón á, thì cái kỹ năng của mình là gì? Ngay cái thời điểm đấy mình phải giúp con đi dễ dàng đã, để con không còn sợ cái cảm giác đi vệ sinh nữa. 5 tuổi có thể hướng dẫn bạn ấy tự làm cho mình khi mà bạn ấy ngồi ở trong nhà vệ sinh, bạn ấy tự xử lý được. Bạn nhà em 5 tuổi mà bạn ấy có thể tự xử lý được, và bây giờ còn hướng dẫn lại được cho em của bạn ấy là 3 tuổi nữa. Đấy. Thì thứ nhất là cô phải hướng dẫn cho con là khi nào mà con đi vệ sinh mà con thấy đau, con thấy khó thì con tự làm như thế này. Cô hướng dẫn bé vuốt cái dấu hỏi. Mình vuốt nhưng mà cái ý của mình á nó phải có cảm giác ở bên dưới nữa. Ngay từ đầu con nói rồi, ý mới dẫn khí, khí dẫn huyết và huyết dẫn lực. Đúng không ạ? Thì cái lúc mà đồng thời với cái ý mà nó dặn thì lúc đấy cái cảm giác vuốt này nó hiệu quả hơn rất nhiều. Đấy, đấy là một cái. Thì cái này có thể hướng dẫn cho bé tự làm. Cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho bé, hoặc là cái này thì mình người lớn có thể hỗ trợ này, bởi vì bé thì bé hay bị trùng tay. Thì mình ngồi cạnh bé, mình phải nói cho con hiểu
mình xoa cho con. Đôi khi em hỗ trợ là xoa bụng hay xoa lưng chỉ để cho nó có cảm giác dễ chịu thôi, chứ thực ra ấy là em sẽ dùng, mình dùng chính cái cây lăn đồng gai, lăn đồng gai nha. Hoặc là cái lăn, tức là một cái giò lăn đồng hoặc là giò lăn đinh á. Đấy, mình có thể dùng một trong hai ba cái cây này, thì ba cái cây này nó sẽ hiệu quả đối với táo bón. Mình có cái cây nào mình dùng cái cây đó, một cái cây giò đồng này, một đầu giò, một đầu lăn đồng này này. Đấy, mình chỉ cần một cái cây này nha, hoặc là mình không có cây này thì mình có cái cây giò đinh này. Đấy đấy, một đầu giò và một đầu lăn đinh này, đúng không ạ? Rồi mình có thể dùng luôn cái cây một cái đầu giò và một cây cào á, một cây cào mini á cũng được, nhưng mà cây cào thì cái cảm giác nó hơi khó chịu. Cái cào này thì nó hơi khó chịu nhưng mà nó lại rất là hiệu quả đấy. Đó. Một trong ba cái dụng cụ này nó có thể hỗ trợ. Tại sao lại phải làm một cái đầu giò và một cái đầu lăn đinh như vậy? Bởi vì như này nè. Cái lúc mà con đang ngồi trong nhà vệ sinh á là mình cầm theo cái dụng cụ đấy rồi mình ấn cái đầu giò, mình gảy vào huyệt 19 cho con. Đúng không ạ? Mình gảy cái cảm giác mà bé bé chịu đựng được ấy. Có thể là mình hơi hơi nặng tay một chút nhưng bé vẫn chịu đựng được. Cái lúc, cái thời điểm mà con nó nhăn cái mặt lại để nó dặn á là cái thời điểm mà mình nhấn vào huyệt 19. Rồi mình nhấn vào huyệt 143. Rồi mình nhấn vào huyệt 365. Nhớ nhé, cái thứ tự là 19, 143, 365, có thể thêm 126 nữa cũng được. Đúng không ạ? Thì chính cái thời điểm mà con dặn là mình nhấn, còn nếu mà con không dặn, mình ngồi mình lăn, mình lấy cái đồng gai á mình lăn, hoặc là mình lấy cái cào á mình cào. Cái thời điểm mà mình mà con nó đang còn chuẩn bị để nó dặn á, tức là cái thời điểm mà nó chưa dặn nha, thì mình chỉ lăn hoặc mình vuốt thôi, mình lăn quanh miệng cái chiều dấu hỏi nhé. Mình vẽ một dấu hỏi trên mặt con này giống như đang vẽ dấu hỏi, mọi người cứ hình dung đang vẽ dấu hỏi trên mặt của em Trinh này, đúng không ạ? Đây, từ bên phải sang bên trái một cái dấu hỏi luôn, không đi vòng tròn nha, một dấu hỏi, đúng không ạ? Đấy, mình vẽ một dấu hỏi như vậy, mình cứ vẽ liên tục như vậy. Rồi khi mà con có cơn dặn nhăn lại, mặt nhăn lại chuẩn bị dặn đấy, mình phải lợi dụng được cái sức, cái ý đấy của cơ thể. Tại vì cái lúc đấy là gì, tất cả tâm trí của con á nó tập trung hết vào cái vùng đấy để nó cho ra, cho nên là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà con tập trung nhất. Thì mình ấn huyệt 19, ấn 143, ấn 365, à 565 nhé, 565 đúng không ạ? Đấy, đây mọi người cứ nhớ này, đầu mũi này, đầu cằm này, đỉnh mí tóc trán này, nó là ba cái huyệt của hậu môn. Cái huyệt 19 có tác dụng làm giãn cơ đấy, thì nó giúp mở cái hậu môn ra để nó đi nhanh hơn đó ạ. Còn hàng ngày á cô có thể tác động vào cái huyệt 41, 19, 38, ba cái huyệt đấy nó có tác dụng làm tăng tiết dịch vào đại tràng đấy. Còn không, cô mà học diện trần rồi thì cô có thể thêm bộ đó, một bộ huyệt tăng tiết dịch cho con vào đại tràng. Tại vì sao? Bởi vì cái tình trạng của bé là gì, uống ít nước, phân khô, nó khô rồi, nó không không có trơn gì hết nên nó ra rất là khó. Thì bây giờ mình phải tăng cái dịch lên, đúng không ạ? Mình tăng tiết dịch vào đại tràng. Thì đấy là về cái kỹ thuật diện trần. Cái lúc mà con đi vệ sinh á thì mình sẽ ấn 19, 143, 565, 126. Còn bình thường á, một ngày mình có thể day cho bé 2 lần. Cái huyệt 41, 19, 38 nó có tác dụng làm tăng cái tiết dịch vào đại tràng. Thêm một cái nữa, cô Liên có hai cái quả cầu không ạ? Có. Quả cầu đinh và quả cầu gai. Vâng. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi này với con nhé. Mình có trong diện trần ấy, thầy có rất là nhiều món, rất là nhiều cái đồ chơi. Đúng ạ, rất là nhiều đồ chơi. Thì mình có thể này, đây là cái quả cầu, nó có 3 dạng: cầu láng, cầu gai và cầu đinh. Thì cô dùng một trong hai cái này. Nếu mà mình không chắc á thì mình có thể cho bé cầm thử xem là con thích cái gì. Rồi hàng ngày á, hàng ngày cô hướng dẫn bé đặt nó vào trong lòng bàn tay á, vò vò trong lòng bàn tay coi con vò nhiều, đúng không ạ? Cứ chơi thôi nhé, chơi nhưng mà phải chơi có, ví dụ như là bây giờ bà với cháu cùng thi xem là ai vò được lâu hơn, thế mình vò khoảng 3-5 phút gì đấy thì mình dừng, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì con muốn chia sẻ với cả nhà á, là lòng bàn tay thì cũng chính là lòng bụng.
nó chính là bộ lòng, nó chính là hệ tiêu hóa. Thì Vâng. chúng ta vò cái quả cầu trong lòng bàn tay như vậy, nó sẽ kích hoạt toàn bộ cái chức năng của hệ tiêu hóa, bao gồm có dạ dày này, tỳ này, gan này, ruột non, ruột già này, thận này, bàng quang này, lách này, đúng không ạ? Nó kích hoạt Vâng. toàn bộ như vậy. Bởi vì cái hệ tiêu hóa của bạn ấy là nó có vấn đề, cho nên là để lâu ngày thì bạn ấy mới bị táo bón kinh niên, mà cái tình trạng nó rất là nặng. Đấy, thì cái quả cầu đấy sẽ giúp cho là vặn, tức là mình sẽ gọi là mình sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa nó khỏe lên từ đầu. Đấy là lòng bàn tay nhé. Cái đồ hình phản chiếu nó ở trên lòng bàn tay. Vâng, mình sẽ có thêm một cái nữa là ở trên lòng bàn chân này. Thì cái lòng bàn chân nó cũng chính là cái hệ tiêu hóa. Thì nếu mà mình không vò được ở trên chân của bé á, thì nhà mà có cái bàn lăn chân á, của thầy tổ á, thì mình cho bé lăn, còn không thì mình sẽ massage chân cho bé. Và mình massage để mà tập trung vào hệ tiêu hóa, thì mình lại tập trung vào 1 phần 2 cái bàn chân về phía gót chân. Massage về hệ hô hấp thì mình tập trung vào về phía đầu ngón chân, nhưng mà về hệ tiêu hóa thì mình lại ngược lại, mình tập trung về phía gót chân thì nó kích hoạt cái hệ tiêu hóa của bé lên, đúng không ạ? Vâng. Đấy, để mình điều trị từ 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 gốc. Thì đấy chính là cái kỹ thuật mà mình hỗ trợ hàng ngày. À, con biết là có rất là nhiều người có vấn đề về hệ tiêu hóa nhé, ví dụ như là đại tràng này, táo bón này, rồi tiêu hóa tiêu chảy này. Đấy, có những người như vậy. Nhưng mà cái việc mà vò hai cái quả cầu trong lòng bàn tay ấy, nó cực kỳ hiệu quả. Đúng không ạ? Thì đấy, đấy là Vâng. cái chia sẻ của con. Thì mình có thể chơi cùng với bé cái kỹ thuật đấy. À, bên cạnh đấy thì về ăn uống. Thì những gì mà cô vừa mới chia sẻ ấy, về ăn uống cho bé ấy, con thấy rất tốt rồi. Chỉ có điều bây giờ là cô sẽ áp dụng. Cô sẽ áp dụng là gì ạ? Cái nước cider của cô và anh hướng dẫn đó, con nghĩ là nó thực sự tốt cho bé. Nếu mà bé thích cái món đấy, trẻ con rất thích uống, hơn là Vâng. những cái thứ rau hay là nước 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 bình thường á, đúng không ạ? Thì cô hãy bổ sung cho bé bằng cái nước đấy, với cái điều kiện là mình làm cái nước đấy nó đa dạng lên, mình làm bằng Vâng. nhiều loại quả hơn. Đấy, Vâng. thay vì cho bé ăn hoa quả thì cô cho bé uống cái nước đấy, bởi vì nó có chứa cái men tự nhiên để tiêu hóa, đồng thời nó có cái vị chua nó sẽ làm mềm, đúng không ạ, làm mềm cái phân của bé ra. Đấy, thì Vâng. nó đẩy được ra. Đấy, thì đấy là cái về ăn uống thì cô tiếp tục duy trì nhá. Còn ăn thêm rau xanh hay ăn thêm chất xơ thì con nghĩ cái đấy ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Vâng, thì không biết là bé có cái sở thích ăn gì đặc biệt không, quả gì không ạ? Không đâu cô ơi, cháu chỉ thích ăn hay thích ăn đồ chua, với nó chỉ thích ăn các cái đồ cứng thôi cô ạ. À, đã thế rồi thôi, cứ cái gì cứng thì nó thích ăn, còn cái Dạ. gì mềm mấy thì lại không thích. Thế thì cứng thì nó cũng thuộc dương. vâng Cứng là thuộc dương, đúng không vâng ạ? Vâng. vâng Cái gì mà bé thích là những cái mà nó phù hợp với cơ thể của bé đấy ạ. Mình cũng không vâng có phải ép con là cái này đúng, cái kia đúng, đúng không ạ? Cho nên là cái vâng nước cider mà cô và anh chia sẻ trong lớp dạy trần làm đẹp ạ, con thấy đó là một cái công thức uống rất là tốt cho hệ tiêu hóa của bé. vâng Vâng. Thế thì thêm một cái nữa là đôi khi á, có một số trường hợp là con bị táo lâu như vậy, con rất là sợ bị đi ngủ vệ sinh. Chính vì cái cảm giác sợ nên nó làm cái hệ thần kinh nó bị co lại. Cho nên Vâng. là nếu nếu như mà con không có cảm giác để có cái lực để con rặn á, đúng không, thì cô có thể bấm cho bé cái bộ huyệt tiêu hóa ở trong sách dạy trần Vâng. ABC, bộ huyệt táo bón. Vâng. Trong Vâng. sách dạy trần ABC cũng có. Đấy, thì cô xem lại. Và thêm một cái nữa là có một bộ huyệt hỗ trợ. Thì con có chia sẻ với cô á, là cô có thể dùng ba cái huyệt như vừa nãy, hoặc là mình luôn làm luôn cái tăng tiết dịch vào đại tràng đi ạ, để cho nó giúp bôi trơn cái đấy. Tăng tiết dịch thì nó sẽ tăng tiết dịch toàn cơ thể. Và con không biết là cái thể trạng của bé có gầy không ạ? Cháu gầy ạ. À? Cháu lười ăn, cháu Gầy, đúng không ạ? gầy lắm. Cái việc lười ăn của bé sẽ cải thiện, bởi vì do cái hệ tiêu hóa của bé nó không không có dung nạp, nó không thích tiêu hóa thức ăn, cho nên là nó Vâng. không lười ăn là đúng rồi. Bây giờ mình phải hỗ trợ bé. À, cái việc mà cô vò bàn tay này có khi là kích thích bé ăn ngon miệng hơn này, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vâng, thì đấy là những chia sẻ cho cô. Thật ra là còn nhiều nữa cơ, nhưng mà diện trần thì nó mênh mông lắm, nó Mình có mong. nhiều con đường để đi lắm, nhưng nghe nhiều quá nó bị loạn. Cô cứ làm những gì con vừa chia sẻ đi. À, cô báo cáo lại nhé. Dạ vâng.
Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Liên ạ.